Thì hiện chúng ta đang có mặt ở bên cái khu vực phường Trường Thọ và phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Cái phía đường Đặng Văn Bi và đường song hành của cao tốc. Bây giờ là buổi tối thứ bảy. Thì chúng ta video trước thì mình có làm cũng giới thiệu về cái khu vực ăn uống ở đây, ăn uống vui chơi giải trí vào buổi sáng. Thì buổi sáng khá là vắng vẻ, nhưng mà khu vực này đặc biệt là vào ban đêm và các đêm và đêm muộn, càng về khuya thì sẽ càng đông hơn. Mình cũng xin giới thiệu cho các anh chị cái địa điểm ăn uống vui chơi giải trí ở khu vực này. Phía trên của chúng ta là cái cao tốc nè. Mình xin lỗi, là không phải cao tốc mà là metro. Phía trên mình là cầu cảng của metro. Giờ chúng ta chạy vào cái khu vực bên trong. Cái khu vực bên trong thì đường phố theo hình bàn cờ, và các tên đường là cũng khá là đẹp. Đường độc lập, đường tự do, đường dân chủ. Đây là khu vực ăn chay, quán chay. Khu vực này là đường Nguyễn Văn Bá. Phía bên ngoài đó chúng ta là đường xa lộ Hà Nội. Hiện là cái tuyến metro này cũng chưa hoàn thành nên khu vực này hiện còn vắng, nhưng sau bên trong đó là các điểm vui chơi. Đây đa số là xe hơi ở đây. Mình có cái bãi đậu xe để cho cái khu vực này quán nhậu, nhà hàng. Hôm nay thứ bảy thì khá là đông. Anh chị này, anh chị có thể đến cái khu này để cho cả gia đình mình ăn, đa số là cả gia đình ăn rất là nhiều. Nhà hàng Tư Trì đông lắm nha các bạn. Đây chắc là tổ chức sinh nhật.
ta đang đi trên đường Khổng Tử giao với đường Thống Nhất. Chị hãy like kênh, comment ở bên dưới hoặc là subscribe cái kênh YouTube để theo dõi các video clip tiếp theo nhé. Nhà hàng Sapa, coi cà phê. Các quán xá ở đây rất là đẹp. Tại vì mặt bằng thì khá là lớn, khu vực này đa số là mặt bằng lớn thôi. Bên trong thiết kế giống như khu bên Singapore này, Garden by the Bay. Đây là có nhạc acoustic đây. Đây là quán cà phê Room Cà Phê. Nè, còn quán kia rất là bự nè. Phê sân vườn, cây xanh rất là nhiều. Thì chúng ta có thể thấy đây là đường Đoàn Kết và Khổng Tử nè. Ami Cà Phê. Còn cái quán này là hôm nay đã đóng cửa sửa chữa. Hồi trước thì mình thấy vẫn còn.
quá đẹp. Giờ chúng ta đi theo cái hướng đường dân chủ. Phía đường dân chủ này thì dành cho sinh viên là nhiều hơn, tại vì giá cả sẽ rẻ hơn so với phía bên trong. Khu này thì tập trung các cửa hàng nó nhỏ lẻ, ăn uống. Vì chạy thẳng hết đường này là chúng ta tới các khu trung tâm văn hóa và các trường đại học. À, phía trước mặt chúng ta là nhà thiếu nhi quận Thủ Đức. Chị hãy subscribe cho kênh YouTube của mình để theo dõi các video clip tiếp theo về các dự án hạ tầng bất động sản hay là các những địa điểm vui chơi mà mình có dịp ghé qua. Tôi sẽ lưu lại những kỷ niệm đó để chia sẻ về cho các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video clip tiếp theo.